Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình Big Bet dự đoán cùng Thể thao Văn hóa. Tuần này thì đội đầu bảng La Liga Barcelona sẽ được chơi trên sân nhà và đón tiếp Atletico Madrid. Theo anh Ngọc, liệu đây có phải là trận đấu mà Barca sẽ gặp khó trước cái lối chơi rất là khó chịu của đối khách hay không ạ? Trên thực tế thì chính các cầu thủ Barcelona cũng khiến cho các đội khác khó chịu khi gặp họ. Bởi vì Barcelona dưới tay của Ernesto Valverde thì nó đi ngược lại với cái triết lý của Johan Cruyff, đấy là chơi tấn công đẹp mắt. Trên thực tế thì Ernesto Valverde biến Barcelona thành một đội bóng rất là chắc chắn và rất khó có thể vượt qua được. Ngoài ra thì Barcelona cũng đương nhiên vẫn dựa rất nhiều vào tài năng của Lionel Messi, vẫn có những trận thắng lớn. Tuy nhiên trong giai đoạn gần đây thì chúng ta nhìn thấy phong độ của Barcelona không còn được bùng nổ như trước nữa. Họ đã hòa 3 trong 6 trận đấu gần đây nhất rồi. Trong khi đó thì các cầu thủ Atletico Madrid lại có một cái phong cách hoàn toàn ngược lại. Đấy là trong 8 trận đấu gần đây nhất thì họ toàn thắng. 8 trận ở trên tất cả các mặt trận ở cả Europa League cũng như là cả ở La Liga. Vẫn có len lỏi một vài trận đấu 1-0, nhưng 2 trận đấu gần đây nhất thắng Leganes 4-0 rồi thắng Sevilla 5-2 trên sân của đối phương, tức là tổng cộng 9 bàn trong 2 trận. Điều cho thấy là Atletico Madrid đang rất bùng nổ vào giai đoạn này, và thậm chí không có gì ngạc nhiên khi mà Diego Simeone cũng như là các cầu thủ trụ cột của Atletico là Antoine Griezmann đều tuyên bố rằng là Atletico bây giờ hoàn toàn có thể mở ra một cuộc đua tranh chức vô địch La Liga với các cầu thủ Barcelona, và cách biệt của họ đã được rút ngắn xuống còn rất nhiều. Và tôi nghĩ rằng là các cầu thủ Barcelona phải rất dè chừng các cầu thủ Atletico, bởi vì Atletico trong giai đoạn qua đã thu hẹp cách biệt rất là lớn, và bây giờ chỉ cần một chiến thắng trên sân Camp Nou nữa thôi thì sẽ đem đến thất bại đầu tiên của các cầu thủ Barcelona trong mùa này tại giải La Liga, và sẽ khiến cho cuộc đua càng trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Trận đấu giữa hai đội đầu bảng chắc chắn sẽ diễn ra cực kỳ hấp dẫn, và tỷ lệ nhà cái đưa ra lúc này tức là Barca sẽ chấp Atletico Madrid 3/4, tức là cửa trên chỉ ăn nửa tiền nếu thắng cách biệt một bàn. Vậy anh Ngọc, anh có nghĩ rằng đây là một tỷ lệ cao không ạ? Không ạ. Tôi nghĩ là bình thường, các trận đấu giữa Barcelona và Atletico trong thời gian vừa qua thì rất ít khi có trận nào trên 3 bàn. Và nếu đã hòa thì thường là 1-1, mà nếu đã thắng thì là một đội nào đã thắng 2-1, tức là cả hai bên cùng bị thủng lưới cả. Thành ra là nếu mà cái tỷ lệ như này thì tôi nghĩ rằng là họ đánh giá Atletico Madrid rất cao vào thời điểm này, khi mà phong độ của họ trải qua 8 trận thắng liên tiếp, ghi tổng cộng 18 bàn trong số đó, trong đó có 9 bàn do công của Antoine Griezmann. Thành ra là nếu như vậy thì tôi đánh giá Atletico Madrid cao và tôi sẽ đặt cửa vào Atletico. Và như thường lệ, bây giờ sẽ là những dự đoán của nhà báo bình luận viên Anh Ngọc về số bàn thắng của trận đấu lần này, và tỷ lệ của chúng tôi vừa cập nhật là 2/1/2. Cả hai câu lạc bộ này thì đều có hàng công cực hay, và nếu tổng tỷ số là 3 trái đổ lên thì sẽ ăn đủ tiền nếu đánh tài. Anh có cho rằng đây là một trận đấu sẽ diễn ra cởi mở không ạ? Khó lắm, tôi nghĩ là khó cởi mở lắm. Ngay cả khi Atletico Madrid chơi theo cái kiểu gọi là quyến rũ nhất trong ngoặc kép theo kiểu của Diego Simeone thì họ cũng không cởi mở. Trong khi đó thì dưới thời của Luis Enrique, tức là cái thời mà Barcelona chơi tấn công còn khủng khiếp hơn bây giờ, thì họ cũng không ghi được hơn 2 bàn thắng vào lưới của các cầu thủ Atletico. Mà Atletico vào thời điểm này thì đang chơi rất là hay. Tuy nhiên đang chơi rất hay và đang rất quyết tâm là lật đổ Barcelona trên sân Camp Nou. Tuy nhiên có một thống kê cho thấy rằng là các cầu thủ Atletico Madrid là không thắng được Barcelona một lần nào trong 15 trận đấu gần đây nhất tại giải La Liga. Lần gần nhất là vào năm 2010, tức là cái đây đã 8 năm rồi. Tuy nhiên lại có một số liệu thống kê khác cho thấy rằng là khi mà đối đầu với Valverde thì Diego Simeone không thua. Tức là trong 10 trận đấu trước đó thì anh ấy đã thắng 6 và hòa 4 rồi. Cho nên là cần tất cả các số liệu này cũng như là đưa ra các cái lập luận liên quan đến trận đấu này thì tôi nghiêng về một cái kết quả là trận đấu này sẽ kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Xin được cảm ơn Xin được cảm ơn những chia sẻ của nhà báo bình luận viên Anh Ngọc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn, và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ở những trận đấu tiếp theo.